245
rồi, chồng bà thì chắc còn nổi vậy. Cái này ngon. Đẹp. Nó lép được thôi. Thôi chứ mà nó không tại
nó có chỗ này mà nó đều dọn. Cua rẻ thả lấy thịt.
vào mày luôn. Bụi gai khủng không trời. Cây mây gì đâu mà từ lá cũng có gai nữa trời. Lá trái thân gì cũng có gai. Trời ơi ngọt ngay rồi ta. Ây da. Ý trời ơi, ở đây cũng có cái nè. Gai như bằng trong cái trời.
bạn mày đâu. Nói chứ đó em biết. Nó mùi giống sầu riêng vậy hả? Thầy cứ lấy vạt mấy trái bự rồi lấy. Cháo dùng á. Có cái đó nhiều. Để mấy cái bự luôn. Hai đứa. Lớn không? Không có lớn, học đại học. Đi vô lớp 2 à. Đi may, may chưa phải dẹp ra đường được ra nha. Không đưa. Thank you.
cái cây của nó cũng gai khủng luôn á. Trời ơi. Mà đi bán mà cái gì cái gì là mẹ đây gửi mà. Tôi đi lên có một mình mẹ đó là tôi đi tùm lum ba ba bỏ mẹ hồi lúc đâu cho mẹ nhà nào cả theo mẹ cứ cho mẹ là nhà có mặt thôi rồi đó thôi là ba đi theo vợ khác rồi bữa nào đi chia lấy cái nó sớm và đồ tôi mua theo cái dạng là nó vừa nó cơm rồi trời bởi vì bây giờ phải thương một bà mẹ đi tám đứa con chưa chắc sao chị em ơi chưa sao chị em ơi nhỏ nên nó không ngon à? Nhỏ anh ăn thử rồi. Cái này cái mấy bữa em bán vậy. Cái này hải đậu. Thấy tú không biết An Giang á. À, An Giang rồi lên đây. Ngày qua thấy thì đồ ngon đó. Dạ. Mà giờ là cuối cùng cái nào cũng đúng nhau à. Lấy đi, tới đêm khuya mãi mà cái lép. Được ký chưa, được ký chưa. Chưa ký chưa đâu. Rồi cuối cùng là cái nào cũng vào đó. Lấy đúng lại. Thank you.
hối thật.
Thank you.
Hai cái đi cô.
Ngon không?
Chính ơi là chính luôn. Ấy dù trời đất ơi.
Úi dồi ơi. Rồi, rửa. Rồi. Mấy trái chín thì nó không có ra cái nào ấy thì mình
Thank you.
xíu nữa đi. Cho một miếng mật ong vô uống là bổ phổi tiêu đờm. Tăng sức đề kháng nè. Có nhiều vitamin. Ngon quá. Dạ hết mưa chưa? Ôi, sao phết. Ôi giời ơi. Phết nha. Nhìn cái hoa sen. Ôi giời ơi. Ôi nè, cái này nè, nó có cái gì á trời.
Ôi giời, coi nè. Ui. Quá trời luôn, một đàn luôn, một đại gia đình luôn trời. Ôi dồi ôi, hai đứa đang tù ti tú tí à. Ôi dồi ôi, cái con này nó chị lưới răng luôn. Nó ngộ quá tao mới có cái gì. Trời ơi, nằm đâu ở đây à? Cái chân con trâu nào không biết nữa. Sầu hóm đâu. Trời ơi, trong đây quá trời. Sao nghĩ vậy trời. Không gì trời. Trời ơi, nó chạy. Ôi trời ơi.
Vãi. Về sao luộc? Luộc chung có sao? Ê, cái này người ta nói lằn mỡ hành ngon lắm đó nè cô hai. Ờ, không có âm đâu. Hả không hả? Ờ. Luộc hết luôn hả? Rồi cái mẹ nó như đây. Thôi, ở gì sao nghe nghe kinh.
Rồi rồi. Dạ. Cảm ơn cô hai. Sao gì đâu, đẹp quá trời đây. Con dẹp. Cái này trong biển à? Biển giờ. Thôi luôn hả? Quên luôn.
đất nông. Trời quá chặt luôn. Cá dưới chân nè. Kìa. Wow. Wow. Ui giời ơi. Ui giời ơi, cá này. Ui, đẹp ghê hồn luôn ta. Mua bỏ xuống hay gì? Thả cái con. Có bự rồi đó. Ơ dạ. Con cá này nó cứa một cái là đứt tay nè.
tay lên chứ đừng mình lùi xuống thấp. Biết sao cái gì đấy không? Xương cá. 25 rồi. Dựng dựng cái đào lên, dựng cá chim nó bay ra kéo xuống rồi gặp con cá chim. Lại thấy con cống rồi lại kệ nó cho nó ra được nhiều mừng con đó. Kệ cứ bắt đâu mà. Con kìa. Nhanh lên. Cái này chắc cũng phải hơn 1 kg. Con cá mà cái này cũng phải hơn 1 kg. Để nó cắn đó. Đâu về là cá chuyện đó. Dạ, nước mình mà, nước mình nè. Ra hai chân. Cảm ơn nghe. À.
Ôi, con cá mấy ký chị? 3-4 ký. Ui. Ôi, gần 3 kg luôn hả? Cho em hết luôn đi. Lấy rẻ lấy nhiêu? Ký là nhiêu tiền? Là lấy mày 20 thôi. Bằng cái con cá kia luôn đi. Rồi 100 ngàn. Cảm ơn nha. Dạ.
chọn không ơi. Chưa có chín. Ây da, đẹp quá ta. Ây da, to quá. Nứt nẻ hết trơn rồi. Vàng đỏ trắng.
cái mặt má đổ 45.000 một ký. Đây rồi đây, cái mặt má đổ 45.000 một ký. Đây rồi đây, cái mặt má đổ 45.000 một ký. 45.000 một ký. Đây rồi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái bọc má đổ 45.000 một ký, nơi là nơi. Cái bọc má làm cái mối trí hết trơn, nơi là nơi, nơi là nơi. Cái bọc má đổ 45.000 một ký, nơi là nơi. Cái bọc má đổ 45.000 một ký, nơi là nơi. Cái bọc má đổ 45.000 một ký, nơi là nơi. Cái bọc má đổ 45.000 một ký, nơi là nơi. Cái bọc má đổ 45.000 một ký, nơi là nơi. Cái bọc má đổ 45.000 một ký, nơi là nơi. Cái bọc má đổ 45.000.
Sợi. Ngon lắm. Ngon tới là ngọt. Dạ thì mình bỏ sọt vô mình ăn thôi. Ngon quá trời ngon luôn á Tự ơi. Tròn, trái này nó dài.
Thank you.
Chua
nó ngọt quá nó bị con kiến ăn. Đỏ ao luôn trời, ăn cái chắc đã lắm. Quá mê. Ê trời, cái ghế này nó nằm sát đất luôn trời. Ôi. Ngấp hả em?
Ừ ghê ha. Nè, đã gì chưa? Phải ngọt, mình mua mình ăn sống hơn. Ăn thử không? Ăn thử coi, ăn thử coi. Ngon. Ngon quá. Ngon không? Giòn ngon lắm. Biết không dám ăn. Ngon đấy hả? Cảm ơn nghe. Trời kéo. Về, về xào thịt gà xào spaghetti cũng ngon nữa đó. Đi rửa nhà anh ơi, mỗi màu á, giá mỗi khác á, đã quá ha, đẹp ghê. Màu vàng giá khác, màu đỏ giá khác, màu xanh giá khác.
Đi xào bún thôi. Thank you.
Nước chuông này ngon đi.